Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh có buổi tiếp ông Christopher Allen Vallon, Chủ tịch AmCham tại Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chào mừng đến đoàn công tác, đồng thời thông tin về những mục tiêu của thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, cùng những định hướng về thu hút đầu tư, nhất là về các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng quan tâm thu hút đầu tư, phát triển về lĩnh vực du lịch, y tế chất lượng cao. Chính quyền thành phố luôn có sự phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa về các điều kiện, thủ tục để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể triển khai dự án sớm nhất và hiệu quả nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tin tưởng AmCham Đà Nẵng sẽ là cầu nối hiệu quả để quảng bá rộng rãi về cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng đến với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cảm ơn tận tình của lãnh đạo thành phố, ông Christopher Allen Vallon, Chủ tịch AmCham tại Đà Nẵng, cùng các thành viên trong đoàn đánh giá cao những định hướng phát triển của thành phố, cũng như những tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ với Đà Nẵng về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch AmCham tại Đà Nẵng kỳ vọng, thời gian tới, Đà Nẵng và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác, kết nối tích cực và hiệu quả.